Khi mới 19 tuổi, anh Võ Quốc Thắng đã kết thúc sự nghiệp của người cha, phát triển ngành gạch bông truyền thống. Nhà máy sản xuất gạch đầu tiên đã được anh thành lập vào năm 1986. Anh Thắng nó thấy được cái năng suất và cái khả năng cạnh tranh gạch bông không thể cạnh tranh được với lại cái sản phẩm gạch me. Thì anh Thắng mạnh dạn đầu tư cái nhà máy sản xuất gạch me. Đồng Tâm là một trong những cái đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đầu tư cái nhà máy sản xuất gạch me đặt tại cái Gò Đen của tỉnh Long An. Năm 1999, anh Võ Quốc Thắng đã đầu tư xây dựng một nhà máy gạch men công nghệ hiện đại có công suất 6 triệu mét vuông một năm với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng tại Ngọc Điện, Quảng Nam và được đánh giá là nhà máy hiện đại nhất Đông Nam Á đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đối với ngành gạch thì cái bài toán về vận chuyển là bài toán lớn, là bài toán về chất lượng nguyên liệu tự nhiên là bài toán rất là quan trọng. Mà thời điểm đó thì rất nhiều người chưa thấy, anh Thắng đã thấy ra. Cái thứ nhất là nhà máy đang ở miền Trung, thì cái địa điểm mà nó là cái điểm trung điểm để vận chuyển cái thành phẩm ở hai đầu Hà Nội và Hồ Chí Minh. Cái thứ hai nữa đó, các cái nguồn về tràng hạch, đất sét, cao lanh thì rất là dồi dào. Từ một xưởng sản xuất gạch quy mô nhỏ, đến nay chàng trai lập nghiệp khi 19 tuổi thủ ấy đã tạo nên một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội thất tại Việt Nam, từng bước hội nhập thế giới với nhiều sản phẩm phong phú, 20 năm liên tục làm nên thương hiệu gạch Đồng Tâm, hàng Việt Nam chất lượng cao, đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 40.000 người lao động. Anh Võ Quốc Thắng đã làm được những điều không chỉ thỏa mãn ước mơ của mình. Và cái hài lòng nhất của mình là gì? Trong khoảng thời gian từ thời tuổi trẻ tới ngày hôm nay, mình cũng đã làm hết sức mình những cái gì có thể làm được đóng góp cho quê hương đất nước. Không dừng ở đó, Võ Quốc Thắng tiếp tục chiến dịch đầu tư toàn diện với chính sách liên kết mở rộng và các lĩnh vực liên quan như mở rộng đầu tư các khu công nghiệp tại Long An với diện tích gần 300 hectare. Và hiện tại, cũng chính tại vùng biển quê hương Cần Giuộc, Võ Quốc Thắng đang tiếp tục đầu tư xây dựng cảng quốc tế Long An. Vùng đất này là nó giống như là nhiễm mặn vậy đó, rất là khó khăn, có thể là trong vòng một vài tháng tới đây là tàu có thể cập vào đây và có thể là những cái chuyến hàng đầu tiên sẽ về cái bến cảng này. Thì ở đây là một cửa ngõ rất là quan trọng cho việc phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, nó góp phần thúc đẩy cái vùng hạ này sẽ phát triển.